Hôm nay mình sẽ chia sẻ nồi cháo bí đỏ nhé. Và mình sẽ nói về cái cháo bí đỏ này nó tốt như nào. Nó có 8 cái tác dụng rất là tốt đấy, như bảo vệ niêm mạc dạ dày này, tốt cho hệ tiêu hóa này, kiểm soát hạn chế và kiểm soát bệnh tiểu đường này, phòng chống bệnh tim mạch này, tốt cho xương và mắt này, tốt cho não và phụ nữ mang thai này, tăng cân hiệu quả nhưng mà nó không bị thừa cân, nghĩa là tăng cân một cách từ từ ấy, và thậm chí nó còn có hỗ trợ cả giảm cân nếu những người bạn nào muốn giảm cân, giúp da đẹp lên từng ngày nhé. Đấy là cái cháo bí đỏ, cho nên mùa này bí đỏ rất là nhiều. Hôm nay mình sẽ chia sẻ món cháo bí đỏ thơm ngon mà đơn giản. Ở đây mình sẽ chuẩn bị nửa quả bí đỏ to này, ở đây là khoảng 300 g khi mà mình làm sạch, và 100 g đậu xanh ngâm lở rồi ngâm trước này để khi ninh nó nhừ hơn ấy. Kết hợp hai thứ này vào và làm nồi cháo bí đỏ cực kỳ ngon luôn. Bây giờ mình sẽ đi rửa lại đậu xanh và cho vào để nấu cháo nhé. Khi mà mình kết hợp như này ăn nó vừa ngon lại vừa tốt lại vừa mát đấy. Và trước tiên là mình sẽ ninh cho nó nhừ đã, sau đó mới cho, nếu các bạn mà thích ăn với thịt thì các bạn có thể cho tôm, cho thịt lợn này hoặc là thịt bò này, và thậm chí cả xương heo đều được. Còn đây là mình ăn chay cho nên mình chỉ cho ít đường nữa vào đó, cho nó đắp ngọt, cho nó ngọt một chút cho dễ ăn thôi, còn mình không cần phải cho thêm những cái thứ kia. Đấy, còn nếu muốn ăn theo kiểu canh ấy và xương ấy thì các bạn ninh xương vào vô là được. Và bây giờ mình cứ nấu như này đến khi nó nhừ thôi. Trước mắt là để cho nó sôi lên, sau cho nhỏ lửa và om khoảng 20 phút là nó sẽ nhừ nhá. Vì cái đỗ xanh khi mà đã ngâm rồi nó rất là nhanh mềm, và cái bí đỏ này thì nó cũng thế. Nên tính từ khi nước nó sôi khoảng 20 phút đến 30 phút là mình có nồi cháo ăn rất là ngon rồi. Với tất cả các loại canh ấy, khi mà nấu nó đều có ra bọt như này. Bọt với thịt thì nó bọt từ cái máu của xương thịt, còn với rau thì nó là từ những cái phần nhựa của rau. Ra hết hết cái bọt đấy, cái canh của chúng ta nó sẽ trong, nó sẽ ngon. Cháo của chúng ta nó sẽ trong, nó sẽ ngon hơn. Bây giờ các bạn cứ đợi từ từ nhé, cho nó nhừ là được. Khi mà nó nhừ rồi nhé, chúng ta cho thêm ít đường vào. Tùy theo chúng ta ăn ngọt đến đâu chúng ta cho. Khi mà nó sủi, nó chín kỹ rồi, chúng ta dằm nát hết cái bí này ra cho nó hòa quyện. Nấu như kiểu luộc súp ấy. Đấy, thì mình sẽ có một nồi cháo nấu theo kiểu Việt Nam rất là ngon luôn mà lại cực kỳ đơn giản. Chỉ cần đường này, đậu xanh này và bí đỏ. Nó vừa ngon lại vừa đơn giản này, rất là dễ ăn đấy. Mùa hè cái bí đỏ rất là nhiều, nhà mình hay làm món này. Sau để cho nó nguội sau cất vào ngăn mát tủ lạnh và thưởng thức thôi. Còn bạn nào thích ăn mùa đông thì chúng ta ăn nóng, như mùa hè thì cứ để cho nguội sau cất vào ngăn mát tủ lạnh ăn nó sẽ rất là ngon luôn ạ. Bây giờ mình sẽ dừng cái clip này nhé. Cháo bí đỏ vừa ngon vừa hấp dẫn ạ.